Hello, xin chào anh em. Hôm nay thì rảnh rỗi thì mình đem con WeWell ARC 220 của mình ra dọc chơi đó nha anh em. Hôm trước thì mình có xin được mấy cái que hàng bự nè, test thử cho anh em xem thử coi nó có đốt nổi mấy que này không nha anh em. Vậy que này thì nó là E6013 Kitwell. Nó cái này là 3D 2 nha anh em. Nó que này là 3D 2, này là hình như là để hàng sắt chịu lực á. Còn que này là que 4 ly của Kim Tính, cũng 6013 luôn. Đó. Thì mấy que này thì nó bự lắm. Để coi mình lấy cái que đây nè, cái này là que 2 ly rưỡi của mình nè. Để vô nè ha anh em. Đó, 2 ly rưỡi là coi như là em bé luôn. Cái thước mình đo ra cho anh em coi ha. Đây. Thì cái thằng nhỏ nhất nè. Đó, 2.49 ha, 2.49 nha anh em. Rồi tới thằng thằng nhỏ nhì, nhì nó là 3 chấm, nó cơ tầm 3.6 anh em, 3.5 mấy, 3.6 đó, 3.6 nha anh em. Rồi tới cái thằng bự nhất nha, bự nhất nó là 4.4.3, 4.29, 4.3 đi ha. Nó 4 ly 3 luôn đó anh em. Rồi, giờ mình bắt đầu mình test thử cái que nhỏ nhất đi ha. Đây. Cái que hàng nhỏ nhất. Rồi. Để cái này bên đi. Nhỏ nhất 2 ly rưỡi. Mở máy lên nha anh em. Rồi, giờ mình để 120 đi. Đây, kẹp mát có ok rồi. Này cái này mới nãy là mình thử rồi nè, mình hàng rồi đã đời luôn, đâu nhóc hết trơn nè. Mấy cái cùi mình thấy ra nhóc hết trơn nè. Đó, hàng đã đời, bấm quay video đã đời xong hồi nhìn lại là không thấy nó quay. Thôi thôi kệ, giờ làm lại cho anh em coi lại ha. Đó. Giờ trước tiên là que nhỏ nhất đi ha anh em. Rồi. Trước khi hàng thì anh em nhớ đeo mắt kính để bảo vệ nha anh em. Mắt kính hay là mũ hàng gì đó, nó đeo để bảo vệ mắt mình. Rồi, đầu tiên là que 2 ly rưỡi. Khá là ngọt nha anh em. Nó cũng nói chung là 2 ly rưỡi thì quá bình thường rồi. Rồi, thôi giờ mình chuyển qua mình thử cái thằng 3 ly 2 thử coi sao nha anh em. Đây, đây là que 3 ly 2 nha anh em. Giờ cũng để 122 luôn đi. Tôi coi nó hàng nổi không, không nổi thì mình tăng lên nha anh em. Hàng bình thường luôn nha anh em. Giờ thấy nó cũng hơi yếu yếu ha. Giờ tăng lên nó 16 đi, 16.3 nữa là nó làm sao. Đó, cũng khá là mạnh đó anh em ơi. Đó, quét cây sắt luôn rồi nè. Tại mình chấm nhiều cái nó không ăn á, tại vì như đây mới nãy nó có mấy cái lớp sỉ hàng nó trên đây nè, bởi vậy nó khó ăn đó nè. Đó. Chứ hàng cũng ok lắm. Đó. Dữ lắm dữ.
cũng ghê gớm luôn á nè. Giờ lên cao thôi, giờ mình xuống thấp thử đi. Mới nãy nó là 120 đúng không, 120 là vẫn hàng được, giờ mình để 100 thôi, 100 thôi ha. Đó, cũng cháy ok luôn nha. Đó, cũng khá là ok. Giờ chỉnh thử 90 đi. 90 coi nó hàng được không. Đó, 90 nha anh em. Rồi, lửa 90 cho cây que Bali 2 cũng ok luôn. Nhìn thì thấy nó cũng hơi yếu ha. Nếu mà xài Bali 2 này chắc mình lên vòng cỡ 160, 150, 160 thì nó ok. Đó. Mà 90 mà nó đốt được thì cũng ok rồi. Thấy, nhìn thấy bên trong rồi bữa mở ra thấy không có gì hết trơn mà sao hàng cũng ghê quá ha anh em. Rồi, giờ tới cây que 4 ly đi. Đó, bỏ ra. Lấy cây que 4 ly nhân vật chính của mình. Thử coi nó có đốt nổi không nha anh em. Đó, 4 ly nha. Đo lại thử rồi phải phải nó không nha. Đó, 4.27, 4.27, 26 gì á. Đó. Nè. Rồi anh em thấy nha. 4 mấy. Cây que hàng 4 ly. Đây, trên cộng dây hàng 5m. bên ông chú Dũng cũng nói là 200m. Mà thôi giờ mình lấy 5m thôi, mình hàng thử coi làm sao. Đây cộng dây hàng 5m nha anh em. Đây. Đó. Nhiều anh em hỏi cái này là dây đồng hay là dây nhôm thì mình nói là dây đồng nha anh em. Tại vì nè, trong cái kềm mát là mình mở ra nè, đây nè, đó, nó là đồng nha anh em. Rồi với lại hình như là trên cái cọng dây này nó cũng có ghi nữa. Đâu rồi, đây PVC welding wire 25, dây này dây 25 CU nè, PVC nè, chịu tải 0.6 cho tới 1 Kvon, ISO 9001. Đây cái mã của nó mã gì đây, là CU Korea nha anh em. Đó, hồi bữa trước thì mình lúc mua mình có nói đó, mình mua thì người ta tặng cho mình cộng dây hàng là 3m, rồi mình mua thêm 2m nữa, 2m dây đồng nữa thì người ta làm cho mình cộng dây 5m luôn. Nó dây đồng nha anh em, xài cũng được. Chỉnh cái này lên 210 đi ha anh em. Nó 210 đi cho nó an toàn. Rồi thử nha. Đốt cũng ngọt lắm nha anh em. Đó, cũng ngọt, cũng khá là ok. Giờ mình chỉnh maximum đi, 223, 24. Đây 24 nè. Đó, 224. Thử là nó như thế nào.
Đó, cũng khá là ngọt nha anh em. Ngọt luôn, cực kỳ ngon luôn. Đó, que hàng 4 ly, chà bá lửa. Cái que này nó cũng bự lắm, bự á. Mình cầm ở ngoài mình cảm thấy nó rất là bự luôn á. Rồi giờ 224 thì cao nhất là ok rồi ha. Bây giờ mình chỉnh nó xuống đi. Xuống coi giờ 180 thôi coi nó hàng được không nha anh em. 180 thôi coi nó cháy nổi cái cây hàng này không. Cái này cái cục sắt này thì xỉ không à, bởi vậy chấm cho nhiều khi nó không ăn đó anh em. Đó mà anh em thông cảm giùm mình nghe, tại nhà mình không có nhiều sắt. có mấy cái sắt dụng nè, cái này là hai cái cây sắt mình, hai cái sắt tròn đó mình ghép lại đó. Đó rồi mình hàng thử nha anh em, chứ cái 4 ly này mà để cái hộp vô chắc banh chành luôn á, chứ không có kéo được vậy đâu. Rồi giờ 182. Ok. Rồi, vẫn đốt tốt luôn nha anh em. Nó đốt đổ quét. Đây. Nó đốt đổ quét cái sắt luôn nè anh em. Ghê chưa? Mình thấy ghê ghê rồi đó. Rồi giờ 182 thì giờ chỉnh xuống 155 đi. Đó, 155 thử coi chơi được không nha. Đó, 155 là đốt cũng ok luôn. Đó, thấy cũng ghê ghê rồi đó. Nói chung thì mình cũng không có gành về mấy cái máy hàng này đó. Thì thấy người ta có mấy que bự, người ta mấy cái chỗ bán đó, người ta lấy mấy que bự rồi người ta test. Rồi người ta mình bắt chước rồi mình test theo thôi, chứ mình cũng không có gành nữa. Nó chơi liều luôn, lỡ mà nó có hư thì mình đem đi bảo hành. Nói chung có bảo hành 18 tháng mà chứ cũng ok, cũng chắc cũng không sao đâu. Với lại quay video lại làm bằng chứng. lỡ như đang xài vậy nè, nó tự động nó, nếu mà xài mà que 4 ly thì mà nổ thì ta bảo hành cho mình thế gì. Nó có bằng chứng rõ ràng là mình không có làm gây gớt gì hết, mình đang xài rồi nó nổ thì ta bảo hành thôi. Nhưng mà hên là không sao. Rồi giờ thử 144 thử coi chảy được cái này không nha anh em. Đó, 144 thôi mà nó cũng hàng được luôn. Que 4 ly nha anh em. Đó, mới nãy lủng cái hộp luôn nè, thấy không. Đó, mấy cái que 4 ly này mà xài mấy cái hộp mỏng này chịu sao nổi. Đó, 144. Rồi giờ mình xuống thử cái nữa đi. 3 đi. Đó, 130 cái này mà hàng được rồi mới sợ nè. Cũng đốt được luôn anh em ơi, 130 cũng đốt được luôn, nhưng mà nó hơi yếu nha. 130 thì mình thấy nó hơi yếu, nhưng mà cũng đốt được, cũng là đốt được hết cái que này luôn nha anh em. Nó cũng khá là ghê ha. Thôi giờ 120 thôi đi. lỡ rồi làm luôn, được không được thôi, cái gì đâu, đúng không, thử mà.
nó cũng đốt được nhưng mà nó yếu lắm mấy anh em. Đó, nếu mà mình xài tới 4 ly này thì mình xài tới 200-201 thì là hàng là nó ngọt là nó ok đó anh em. Còn này thì mình nghịch mình thử chơi coi nó làm sao thôi. Cứ xài đại thôi, thấy cũng được, cũng ok, là vẫn đốt được đó, nhưng mà có cái là nó hơi yếu thôi. Rồi, nó chỉ có nhiêu đó thôi. Đây nè, để mình đo lại thử cái này nè, cho anh em coi ha. Đúng là cây que này là 4 ly luôn á anh em. Đây. Đó, thấy không? 4 ly, 4 ly 2, 4 ly 2 mấy, 4 ly 3 luôn đó. Đó mà nó đốt thì cũng ghê đó. Hồi bữa mình có mở cái máy này ra rồi mình sao mình thấy nó cũng đơn giản quá trời mà chạy cũng có lý dữ ha. Không biết nữa. Cái này thì mình đốt trên cái que hàng này là 4 ly mà trên công dây 5 m. Bữa nào rảnh rảnh không biết chạy lên xách cái máy này lên trên chú Dũng. Kêu ổng mượn công dây hàng 200m, 400m đó, gắn vô hàng thử cho anh em coi ha. Tại mình ở miền Tây mà lên đó cũng xa, bởi vì không biết khi nào, nhưng mà để coi. Không biết ổng cho mình test thử vậy không nữa, nếu mà cho thì mình cũng chơi luôn, quay clip lên cho anh em coi. Rồi, cảm ơn anh em đã xem video ha, chúc anh em một ngày vui vẻ. Bye bye.